Xin chào các bạn, hôm nay bên mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo tên miền miễn phí để chạy Camaza. Các bạn có thể sử dụng trên điện thoại hoặc trên máy tính, thì bên mình sẽ giới thiệu các bạn qua trình duyệt của máy tính. Các bạn mở trình duyệt Google Chrome hoặc Công Cốc hoặc Firefox lên nha. Rồi các bạn search từ khóa MIQ. MIQ gạch ngang SEA. Rồi, đây. MIQ gạch ngang SEA.com. Rồi bây giờ các bạn cái dòng đầu tiên ấy, thì các bạn ta yêu cầu là các bạn điền địa chỉ email để các bạn đánh mail của mình vào nha. Đây mình đang lấy mail của bên mình. Rồi mật khẩu các bạn tự đặt nha, mình sẽ đặt. Rồi các bạn xác nhận lại mật khẩu. Rồi này các bạn đánh tên vào nha. Rồi cái này là câu hỏi bảo mật security question. Rồi các bạn chọn đây, các bạn chọn là cái dòng đầu tiên thì là câu hỏi bảo mật về số điện thoại đầu tiên của bạn. Câu hỏi thứ hai là tên vật nuôi của tôi. Hỏi số 3 là thành phố của tôi sinh ra. Thì cái câu hỏi này là nơi yêu thích của tôi. Rồi câu hỏi cuối cùng là món ăn yêu thích của tôi. Vậy tôi sẽ chọn dòng tên vật nuôi của tôi. Thì câu trả lời là tôi thích rất thích là cún này, là chó đấy các bạn. Rồi tới phần trả lời cấp tra, đây ghi được 7.3 các bạn này đánh là 10. Các bạn bấm submit. Cái này nổi cái gì đây? Này là nổi mật khẩu à? Rồi cái này mình lấy nổi mật khẩu đây. Rồi như vậy tôi đã chọn cách đăng ký thành công tên miền miễn phí. Rồi ví dụ bây giờ các bạn muốn tạo thì các bạn vào đây chỗ cái tên miền Camaza của bạn thích, ví dụ như là ví dụ như shop mà quần áo này. Rồi các bạn chọn chữ tôi không phải là người máy. Rồi các bạn request domain. Rồi
thì các bạn tạo như vậy nhé. Rồi mình xây setting này mình này. Cái này là mình phải tắt trước khi sắp vào cây đi rồi. Các bạn là sạc tên miền ở đây, cái này trùng rồi, chắc là trùng một tên miền ở đó. Các bạn cứ sạc tên miền ở đây rồi các bạn chọn gì kết domain này. Đến đây thì mình cũng xin dừng lại, và bữa sau mình sẽ hướng dẫn tiếp cách setup camera.